Chương trình chiều hôm nay gồm có Nga và Ukraine đều có trang bị UAV cảm tử mới trên chiến trường Quyết định dỡ bỏ vũ khí tầm xa cho Ukraine nhằm chặn lính Triều Tiên Triều Tiên có thể chuyển hơn 100.000 quân sang Nga Ông Trump lên kế hoạch khiến Iran phá sản, khiến Ukraine có lợi thế Israel tiêu diệt giám đốc truyền thông Mohammed Afif của Hezbollah Ông Trump chuẩn bị đụng độ với CIA vì công bố hồ sơ mật của John F Kennedy. Ông Kim Jong Un kêu gọi cải thiện năng lực quân sự cho chiến tranh. EU phạt Meta 840 triệu USD vì hành vi lạm dụng có lợi cho Facebook. Tất cả đều có trong bản tin chiều nay. Kính chào quý vị khán thính giả đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa. Diệu Huyền xin kính chúc quý vị có một buổi chiều an lành. Ngay sau đây là các bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay thông tin từ tình báo GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine về một loại UAV mới khác của Liên bang Nga có tên Cherbera đã xuất hiện trên web. UAV Jabaran mà Nga phóng hàng loạt đến lãnh thổ Ukraine, được làm bằng ván ép và chứa đầy thiết bị điện tử nước ngoài. Dịch vụ báo chí của tình báo GUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, trên thực tế, việc sản xuất loại UAV này được chế tạo tại cùng một nhà máy ở Yelabugan. Một loại UAV như Gerbera có thể được sử dụng làm UAV cảm tử và UAV trinh sát. Điện Kremlin có thể sử dụng nó để xác định vị trí phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như ghi lại các cuộc tấn công của nhiều loại UAV khác trên lãnh thổ Ukraine. Loại UAV này có thiết kế copy từ UAV Gerbera nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine. Do vật liệu rẻ tiền nên UAV cảm tử Gerbera rẻ hơn 10 lần so với Shahed cùng loại. Thân UAV này bao gồm nhựa và gỗ dáng những uav loại này được lắp ráp theo mô hình của trung quốc từ các thành phần cũng được nhập khẩu từ trung quốc uav rẻ tiền này có các con chip đến từ ba công ty nổi tiếng thế giới là analog devices texas instrument cả hai đều đến từ hoa kỳ và nxp semiconductor đến từ hà lan bộ điều khiển bay có các bộ phận từ Texas Instruments, Atmel Hoa Kỳ, ST Microelectronic Ublock Thụy Sĩ, NXP Semiconductor Hà Lan và XL Semi. Mô hình này được trang bị camera Trung Quốc từ Torobek KSY10S90 và mô đình từ Sinkai TechMesh Network SKF358. Động cơ do My Housan Technology của Trung Quốc sản xuất cho dù công ty này đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào mùa hè năm nay. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine UAV AI mới có tên Mini Taurus. Trang tin Bird đưa tin, công ty Helsing của Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 4.000 UAV có trí tuệ nhân tạo. Những UAV này, Mini Taurus sẽ được trang bị các hệ thống hiện đại, khiến chúng hầu như không thể bị tổn thương trước các hệ thống tác chiến điện tử và nhiễu GPS của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã xác nhận việc chuyển giao UAV này cho Ukraine. Theo những người trong cuộc, hàng trăm UAV này sẽ được gửi đi hàng tháng bắt đầu từ tháng 12, một số mẫu hiện đang được thử nghiệm ở miền đông Ukraine trong điều kiện chiến đấu thực tế. Mini Storage có khả năng phân tích địa hình và xác định vị trí của nó ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Điều này cho phép UAV tiếp tục nhiệm vụ của mình ngay cả khi mất tín hiệu vô tuyến, giúp tăng đáng kể độ chính xác của cuộc tấn công. Mini storage có phạm vi bay dài hơn 4 lần so với UAV cảm tử tiêu chuẩn của Ukraine, nhưng có giá thành thấp hơn so với các UAV tương tự của nước ngoài. Trang tin Bush không tiết lộ chính xác giá, nhưng Swiss Play 600 của Mỹ có giá khoảng 100.000 euro và Zara Lancet của Nga có giá khoảng 35.000 euro. Ông Pistorius nhấn mạnh, Ukraine sẽ có thể sử dụng hiệu quả các UAV này chống lại các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, chẳng hạn như các cơ sở chỉ huy và trung tâm hậu cần. Trong tương lai, Đức có thể sẽ cân nhắc đưa thêm công nghệ tương tự vào lực lượng quân của mình. Thưa quý vị, sau quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Kiev sử dụng ATACMS để tấn công Liên bang Nga, Pháp và Anh cũng đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn SCAF và Storm Shadow. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc chỉ đồng ý sử dụng vũ khí tầm xa ở khu vực Crush và chỉ những nơi có lính Triều Tiên. Các nhà báo từ nguồn Axios khẳng định, ông Joe Biden đã đồng ý sử dụng vũ khí chống lại khu vực Crush. Đây là phản ứng trước việc Tổng thống Putin tranh thủ sự hỗ trợ của Triều Tiên, không chỉ về trang thiết bị quân sự mà còn về nhân lực. Ukraine có thể sử dụng ATACMS cũng như hỏa tiễn tầm xa Scorp và Storm Shadow để tấn công các điểm tập trung quân của Nga và Triều Tiên, các khí tài quân sự quan trọng, trung tâm hậu cần, kho đạn dược và đường tiếp tế ở sâu trong lãnh thổ Nga, làm giảm hiệu quả của cuộc tấn công Nga Triều. Hỏa tiễn Storm Shadow nặng 450 kg và có phạm vi bay từ 270 đến 560 km, lý tưởng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Động cơ chính của việc đưa ra quyết định như vậy là nhằm hạn chế ông Kim tiếp tục gửi quân đến Liên bang Nga. Tuy nhiên, việc luôn cấp phép một cách trầm trễ cho Ukraine khiến nước này rất khó xoay chuyển tình thế, do Nga đã kịp di chuyển các phương tiện và vũ khí sâu quá tầm bắn của ATACMS. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ransheb đã kêu gọi chính phủ Anh hành động đơn phương mà không cần quan điểm của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trang tin Bloomberg đưa tin, Triều Tiên có thể chuyển tới 100.000 quân sang Nga để tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Kịch bản này là có thể xảy ra nếu liên minh giữa Liên bang Nga và Triều Tiên tiếp tục được tăng cường. Những ước tính này được đưa ra bởi các nhà phân tích từ các nước G20. Bloomberg cho biết thêm, đầu tháng này dữ liệu tương tự đã được đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc, Dimitro Bonomarenko trích dẫn tuy nhiên các nguồn tin cho biết một động thái như vậy sẽ không xảy ra ngay lập tức và sự hỗ trợ quân sự ở quy mô đó nếu xảy ra rất có thể sẽ diễn ra từng phần với việc lân chuyển quân liên tục vài tháng một lần thay vì triển khai một lần giám đốc trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Andriy Kolavenko nói thêm rằng, vấn đề ngôn ngữ phải được tính đến, không chỉ những người lính bình thường, ngay cả các sĩ quan Triều Tiên cũng không hiểu tiếng Nga. Chưa đến 1% sĩ quan chuyên nghiệp của quân đội Triều Tiên nói được tiếng Nga, ông Kovalenko nói thêm. Như trước đó đã đưa tin, lính Triều Tiên chiến đấu cho Liên bang Nga có sự sùng bái lãnh tụ và chưa nhìn thấy vũ khí hiện đại. Hầu hết binh lính Triều Tiên ngay từ khi còn nhỏ đều được dạy rằng họ phải hy sinh mọi thứ vì người lãnh đạo tối cao mà không hề do dự. Thưa quý vị, việc ông Donald Trump trở lại nắm quyền tại Hoa Kỳ và ý định nối lại chính sách gây áp lực tối đa đối với Iran có thể làm suy yếu đáng kể vị thế của Nga trên chiến trường thế giới và điều này sẽ có lợi cho Ukraine. Theo trang tin Financial Times, đội ngũ của ông Trump còn có kế hoạch thắt chặt các lệnh trừng phạt và khiến Iran trở thành một quốc gia bị phá sản, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời làm suy yếu khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga. Một chuyên gia an ninh quốc gia quen thuộc với kế hoạch của ông Trump cho biết, ông ấy quyết tâm khôi phục chiến lược gây áp lực tối đa để phá sản Iran càng nhanh càng tốt, do hiện nay Iran là một trong những đồng minh chủ chốt của Liên bang Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mà chính quyền ông Trump dự định áp đặt vào các nguồn thu nhập chính của Iran là xuất khẩu dầu mỏ. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đang soạn thảo các mệnh lệnh hành pháp mà ông có thể ban hành vào ngày đầu tiên đến phòng bầu dục. Việc hạn chế nguồn cung cấp dầu có thể khiến doanh thu tài chính của Iran sụp giảm mạnh, hạn chế khả năng tài trợ không chỉ cho các ủy ban trong khu vực mà còn cả hợp tác với Nga. Các chuyên gia tin rằng điều này có thể làm suy yếu khả năng Moscow tiếp tục gây hấn với Ukraine. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác đến từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, cả Lebanon và Israel đều đã xác nhận phát ngôn của Hezbollah, ông Mohammed Afif đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Beirut vào hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 11. Lực lượng phòng vệ Israel vào cuối ngày 17 tháng 11 đã phát đi tuyên bố đã loại bỏ ông Mohammed Afif, trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon nói rằng cuộc không kích của Israel vào Beirut mới nhất đã sát hại một người và làm bị thương ba người khác. Phi cơ chiến đấu của Israel vào hôm Chủ nhật đã tấn công trung tâm Beirut, Lebanon mà không báo trước, khiến cho nhiều người tại một văn phòng địa phương của đảng Baat, Syria thiệt mạng. Một quan chức Hezbollah nói với hãng tin AP rằng ông Afif nằm trong số những người tử vong. Cuộc không kích diễn ra gần một ngã tư đông đúc và một phóng viên của AP tại hiện trường đã đếm được ít nhất 4 thi thể trên phố sau đó. Tờ báo Reuters cũng đã đưa trích dẫn từ đài truyền hình al Manar của Hezbollah cho biết thêm, một cuộc không kích thứ hai đã tấn công vào thành phố Ma Elias, một khu vực trung tâm khác. Bộ Y tế Lebanon đã thông báo cuộc không kích của Israel đã làm tử vong ít nhất 2 người và làm bị thương 22 người khác ông Mohamed Afif điều hành đài truyền hình Al-Mana của Hezbollah trong nhiều năm trước khi trở thành người phát ngôn của nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn này. Thưa quý vị, việc đề cử ông Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ đã tạo động lực mới cho các lời kêu gọi công khai các tài liệu tối mật mà tân Tổng thống Donald Trump hứa công bố về vụ ám sát của Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ công bố tất cả các tài liệu còn lại liên quan đến vụ xả súng năm 1963, vốn là chủ đề của nhiều thuyết âm mưu kéo dài. Việc đề cử ông Robert F Kennedy Jr, cháu trai của cựu tổng thống bị ám sát làm bộ trưởng y tế đã tạo ra động lực mới cho những lời kêu gọi công khai hồ sơ. Sau khi chấp nhận sự ủng hộ của ông Kennedy vào tháng 8, ông Trump cho biết ông sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để công bố các tài liệu như một lời tri ân dành cho Bobby ông kennedy người cáo buộc cia có liên quan trực tiếp đến vụ ám sát chú của mình năm ngoái đã đệ trình một bản kiến nghị kêu gọi chính quyền ông biden công bố hồ sơ cuối cùng của chính phủ để giúp khôi phục niềm tin vào chính phủ những người khác cảnh báo rằng một cuộc đụng độ với cia là điều không thể tránh khỏi vào thời điểm này vì ông trump liên tục tuyên bố sẽ công bố các tài liệu Ông Trump chỉ trích nặng nề CIA vì là một phần của nhà nước ngầm chống lại ông. Dưới thời chính quyền trước, ông Trump đã cam kết sẽ công khai 15.000 tài liệu còn lại có nội dung đã bị biên tập, nhưng sau đó được cho là đã bị ông Mike Pompeo, giám đốc CIA, thuyết phục không làm như vậy. Thưa quý vị, sau khi Bình Nhưỡng điều động hàng nghìn quân tới Nga, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin vào hôm thứ Hai rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thúc giục quân đội nước này cải thiện năng lực chiến đấu. Ông Kim đã có bài phát biểu tại hội nghị các chỉ huy tiểu đoàn và giảng viên chính trị được tổ chức tại Bình Nhưỡng, trong đó kêu gọi xây dựng sức mạnh chính trị, quân sự và hiệu quả chiến đấu để bảo đảm lực lượng vũ trang có thể đối phó với chiến tranh. Theo tờ báo KCNA, ông Kim cho biết các mối đe dọa từ Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này đã để căng thẳng lên giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử, đồng thời ông gọi bán đảo Triều Tiên là điểm nóng lớn nhất thế giới. Ông cũng nhiệt liệt kêu gọi tất cả những người tham gia hội nghị nỗ lực hết mình để mang lại lại sự cải thiện đáng kể và cơ bản trong việc cải thiện năng lực chiến đấu trong một cuộc chiến tranh thực sự. KCNA đưa tin thêm rằng, hội nghị nêu trên cũng tổ chức riêng một hội thảo cho các sĩ quan quân đội Triều Tiên nhằm mục đích củng cố các tiểu đoàn, thúc đẩy hiệu quả chiến đấu của họ và hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến tranh theo yêu cầu của tình hình hiện tại và chiến tranh hiện đại. Tuần trước, ông Kim cũng đã chỉ đạo một cuộc thử nghiệm UAV cảm tử và ra lệnh sản xuất hàng loạt loại vũ khí đang thịnh hành này với lý do là sự cạnh tranh ngày càng gây gắt trong việc áp dụng các loại vũ khí như vậy trên toàn thế giới. Thưa quý vị, sau 3 năm tiến hành tố tụng tại EU, Meta đã chính thức nhận lệnh phạt hơn 840 triệu đô la Mỹ vì vi phạm các quy tắc chống độc quyền của Liên minh châu Âu EU liên quan đến việc thống lĩnh thị trường. Theo thông cáo về án phạt, công ty đa quốc gia này đã bị phạt vì liên kết dịch vụ quảng cáo trực tuyến Facebook Marketplace với mạng xã hội cá nhân Facebook của mình. Tính năng đó cho phép Meta sử dụng dữ liệu do các nhà quảng cáo khác trên Facebook và Instagram tạo ra để thu hút khách hàng trên Facebook Marketplace. Quyết định này bỏ qua thực tế của thị trường dịch vụ niêm yết rau vặt trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại châu Âu và bảo vệ các công ty lớn hiện tại trước một công ty mới gia nhập Bất chấp lập luận của Meta, Ủy ban châu Âu đã ra lệnh cho Meta chấm dứt hành vi vi phạm và không được lặp lại các phương pháp quảng cáo tương tự trong tương lai sau khi Ủy ban mở một cuộc điều tra chính thức trong năm 2021 và tiếp theo nữa là tuyên bố phản đối trong năm 2022. Khi thiết lập mức phạt, Ủy ban đã tính đến thời hạn và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm cũng như doanh thu của Facebook Marketplace liên quan đến hành vi vi phạm và do đó xác định số tiền phạt cơ bản, Ủy ban cho biết xin cảm ơn biên tập viên y ngọc kính thưa quý vị bản tin tổng hợp đến đây đã kết thúc diệu huyền một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp